Chào mừng các bạn đến với kênh Tofu Review. Đây là video truyện audio. Siêu phàm sát thần, đô thị cực phẩm y thần, tập 3960 đến 3964. Tập 3960. Diệp thần cả kinh nói, "Tiền bối, ngươi. Ngươi biết Đạo Thiên Quân phong thần bia ở nơi nào?" Nam Cung Lăng ha ha cười nhạt một tí, nói, "Dĩ nhiên biết, ngươi đoán một chút xem, ta thân xác thần hồn toàn bộ bị nghiền diệt, thành hiện tại cái này quỷ dáng vẻ, là thứ gì tạo thành?" diệp thần mồ hôi lạnh nhẽ nhại nói chẳng lẽ chính là thiên quân phong thần bia nam cung lăng nói không sai khối kia thiên quân phong thần bia không hổ là 33 thiên thần khí xếp hạng thứ nhất tồn tại uy năng sát phạt cường hãn ta tộc cùng nhất thời điểm là vô lượng cảnh 6 tầng thiên đại viên mãn cao thủ nhưng thử nghiệm thu phục thiên quân phong thần bia vừa đối mặt liền bị giết chết hai cốt không còn ta cuối cùng chỉ là thắc ấn liền một ít văn bia để lại cho cháu gái ta làm bùa hộ mạng thôi nói xong chính là một tiếng thở dài diệp thần nội tâm đại chấn trước đây thật lâu hắn đi ly hỏa cảnh thu phục nhân đồ thánh bôi thời điểm nam cung vui vẻ liền động tới một đạo đặc thù linh phủ linh phủ kia có thể bộc phát ra đặc thù văn bia sát phạt hết thảy diệp thần lúc ấy thì bắt được vậy văn bia có thể cùng thiên quân phong thần bia có liên quan nhưng không dám xác định hiện tại từ nam cung lăng trong miệng diệp thần mới thật sự biết quả nhiên chính là thiên quân phong thần bia văn bia thiên quân phong thần bia khí vận mênh mông che chở nhâm gia sản sinh ra nhâm phi phàm và nhâm thiên nữ cái loại này tuyệt thế thiên tài mà thiên quân phong thần bia bản thân sát phạt cũng là vô cùng cường hãn một đạo văn bia cũng đủ để nghiền nát nam cung lăng loại cao thủ này tiền bối ngay trước quân phong thần bia rốt cuộc ở nơi nào diệp thần theo bản năng không nhịn được hỏi nam cung lăng chỉ là châm biếm nói ngươi muốn biết cầm ta muốn đan dược để đổi ta nghe qua luân hồi huyền bi truyền thuyết cuối cùng một khối thiên bia ngươi còn không thu phục chứ ha ha muốn nhận phục trong truyền thuyết thiên bia ngươi trừ phi là lấy trước được thiên quân phong thần bia có khối này phong thần bia bảo vệ ngươi mới có thể bảo đảm mình thu phục thiên bia mà không chết luân hồi bí mật nam cung lăng tự hồ biết được khá nhiều cũng biết diệp thần kém một khối thiên bia ngay trước bia cường hãn diệp thần thậm chí lấy một chút lực lượng liền có thể tổn thương nặng thiết vương tọa nếu như là hoàn chỉnh thiên bia chỉ sợ cái này thế gian không có bất kỳ người có thể chống lại thiên bia đại biểu luân hồi trí cao lực lượng huy hoàng khổng lồ, vạn cổ vô địch, cho tới bây giờ không có ai thu phục qua. Bất kỳ mưu toan thu phục thiên bia người, cuối cùng đều chết hết. Triều đại luân hồi chi chủ, coi như may mắn mò tới trí cao ngưỡng cửa, nhưng bởi vì không lấy được thiên bia, cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Chỉ có đạt được thiên bia, luân hồi huyết mạch mới thật sự là nguyên vẹn. Bây giờ nghe Nam Cung Lăng mà nói, Diệp thần tim đập bịch bịch. Bắt được thiên quân phong thần bia, có cái này kiện thần khí làm nền tảng, liền có thể thu phục thiên bia. Tiền bối, ngươi biết đạo thiên bia ở nơi nào không? Diệp thần lại theo bản năng đặt câu hỏi. Nam Cung Lăng vẫn là châm biếm, nói ta chỉ gặp qua thiên quân phong thần bia, thiên bia nhưng cho tới bây giờ không gặp qua, ngươi không cần hỏi. Nam Cung vui vẻ nhưng cũng có chút tò mò hỏi, ra ra, bên ngoài truyền thuyết, thiên quân phong thần bia năm đó là bị nhâm gia lão tổ nhâm độc hành ăn cắp, chuyện này là có thật không? Nam Cung Lăng cười hắc hắc, nói tự nhiên là thật, vậy Nhâm độc hành lòng dạ rất sâu hắn một bộ trung thành cảnh cảnh hình dáng thật ra thì sau lưng tính toán nhỏ nhặt liền đếm hắn tối đa nếu như không phải là hắn trộm thiên quân phong thần bia hắn nhâm gia có thể sản sinh ra như thế nhiều kinh thế kỳ tài diệp thần nội tâm vô cùng hỗn loạn bây giờ là không biết nói cái gì cho phải thiên quân phong thần bia truyền thuyết hắn nghe qua lâu như vậy lúc này là lần đầu tiên chân chính khoảng cách gần theo dõi đến đó là che chở nhâm gia gián tiếp tài bồi gia nhâm phi phàm và nhâm thiên nữ thần khí à Thiên quân phong thần bia bằng bạc khí vận, có thể tưởng tượng được. Nếu quả thật có thể được, chỉ sợ ở ngang qua đời này vô địch. Diệp thần trong lòng chỉ có một cái ý tưởng, đó chính là nhất định phải bắt được Thiên quân phong thần bia. Nhưng, Nam cung Lăng giờ phút này, lại không chịu lại tiết lộ nửa điểm đầu mối. Trừ phi, là Diệp thần đạt được cựu nhật bảo tàng, giúp hắn bắt được vậy khôi phục thân hồn đan dược. Báo. Đây là một cái sử sách tiên tông hộ pháp cường giả, vội vàng từ phương xa bay tới đáp xuống quỳ xuống nam cung lăng và nam cung vui vẻ trước mặt nói tông chủ tiểu thư cũng đã điều tra xong người của phượng gia là kiếm môn hộ pháp vũ hoàng diệu giết phượng trường không cũng bị hắn mang đi cái này vũ hoàng diệu đã từng là vạn khư thần điện người bởi vì lỡ tay ở trong yến hội đánh nát một ly rượu sợ vũ hoàng cổ đế trách phạt đã chạy ra vạn khư đầu phục kiếm môn hôm nay bị ma tổ vô thiên ủy thác trách nhiệm nặng nề nghe xong vậy hộ pháp cường giả bẩm báo nam cung lăng nga một tiếng nói vậy vũ hoàng diệu cái gì tu vi hiện tại chạy đến địa phương nào vậy hộ pháp nói vậy vũ hoàng diệu thiên huyền cảnh bảy tầng thiên đại viên mãn tu vi khá là cường hãn hôm nay bị người chúng ta vây khốn ở một mảnh hỗn độn trong tinh không không cách nào chạy khỏi nhưng hắn cầm phượng trường không làm con tin chúng ta cũng không dám tùy tiện động thủ xin tông chủ chỉ thị nam cung lăng nhướng mày một cái chìa khóa ngay tại phượng trường không trong tay nếu như vũ hoàng diệu thật muốn liều mạng cá chết lưới rách vậy đích xác không tốt xử lý hơn nữa thời gian chỉ hoãn đi xuống kiếm môn bên kia cũng sẽ có viện binh hạ xuống càng không dễ thu thập nam cung lăng suy tư trầm ngâm một hồi ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía diệp thần nhíu chặt chân mày liền buông lỏng nói đúng rồi luân hồi chi chủ dứt khoát ngươi tới xử lý là được chuyện này khá là khó giải quyết ta xem ngươi cuối cùng có thể như thế nào giải quyết diệp thần trầm giọng nói muốn ta tới xử lý sao nam cung lăng nói dĩ nhiên phải đi xử thi thế giới tìm bảo người là ngươi không phải ta Nếu như phụ trường không thật bị giết chết Chìa khóa vậy hủy diệt Vậy thì chứng minh chúng ta cùng cựu nhật bảo tàng vô duyên Số mạng như vậy Oán không được cái gì Cựu nhật bảo tàng Diệp thần chí ở tất được Tự nhiên không thể dễ dàng buông tha Hiện tại phụ trường không bị bắt đi Thậm chí bị coi thành con tin Cũng chỉ có đi hiện trường xem xem tình huống Làm tiếp quyết đoán Tốt lắm Tiền bối Vậy ta liền lại xem Diệp thần gật đầu đáp ứng Nam Cung lăng nói, rất tốt, truyền thuyết luân hồi chi chủ, vấn đề gì đều có thể giải quyết dễ dàng, ta ngày hôm nay ngược lại muốn khai mở nhãn giới. Vừa nói phất tay một cái, để cho thủ hạ hộ pháp cường giả, mang Diệp Thần lên đường. Nam Cung vui vẻ cũng muốn đi, nhưng tự nhiên bị ra gia, gia nàng cản trở về. Lập tức, Diệp Thần liền dẫn trên sinh tuyệt thiên, đi theo sử sách tiên tông người lên đường. Đoàn người biến dạng hư không, truyền tống ra ngoài sử sách giới, sau đó chính là đi ra phía ngoài hỗn độn trong hư không mặt liền thấy một phiến trong tinh không bụi bậm chìm nổi tinh thần tô điểm có một bức họa cuốn mở ra đó là chân tránh bức họa bút mực sử sách buộc vòng quanh sơn thủy mực họa có màu mực chìm lướt qua điều này hiển nhiên là sử sách tiên tông thần thông ở trong tinh không mở ra bức họa ngược lại cũng khá là lộng lẫy nguy nga diệp thần liền thấy bức họa núi trong nước đã có mấy chục cái sử sách tiên tông cường giả ở vây khốn trước mấy người những cái kia sử sách tiên tông cường giả người người lưng đeo to lớn chiến bút Đầu bút lông so với đao kiếm còn muốn ác liệt được nhiều, tỏa ra ánh sao, sáng bóng lóe lên, làm người ta sợ hãi. Mà bị bọn họ vây khốn người, ước chừng có 6 7 người, trừ một cái ông già ra, đều mặc trước kiếm môn phục trang. Cái đó ông già, đầu bù xù mặt dơ bẩn, cả người vết máu, bị bọn họ cầm nắm ở trong tay, sung làm con tin. Trong chốc lát, sử sách tiên tông các cường giả, cũng không dám tới gần quá, e sợ cho sanh biến. Diệp thần âm thầm gật đầu, xem ra sử sách tiên tông đúng là có chút phần lượng ma tổ vô thiên phái người lùng giết phượng trường không tuy giết sạch người của phượng gia vậy mang đi phượng trường không nhưng lại bị sử sách tiên tông nửa đường ngăn cản sử sách tiên tông cơ biến phản ứng có thể gặp một ban diệp thần lại bay gần nhất xem nhất thời trong lòng giật mình ở đó chút kiếm môn cường giả bên trong hắn thấy được một đạo quen thuộc bóng người đó là cái đơn thuần ngây thơ thiếu niên ánh mắt vô cùng trong suốt lại là vô thiên thiện niệm hóa thân quay về trần diệp thần thấy quay về trần cũng ở đây hiện trường trong lòng tự nhiên khiếp sợ hắn và sinh tuyệt thiên sử sách tiên tông hộ pháp bay xuống đến bức họa thế giới bên trong vậy hộ pháp đơn giản nói mấy câu chung quanh sử sách tiên tông các cường giả liền lập tức không người hướng diệp thần thi lễ gặp qua luân hồi tri chủ bị vây lại quay về trần thấy diệp thần tới cũng là kinh ngạc chấn động rung giọng nói diệp diệp đại ca là ngươi sao Diệp Thần ánh mắt hơi có chút phức tạp, tiến lên trước một bước, nói, "Là ta, quay về Trần, ngươi hôm nay là đi theo ở Ma tổ Vô Thiên Trừng." Ngươi chém ra 99 nói, "Giỏi mắt đời này, đứng sau ta, ngươi sau này thành tựu, thật là không thể giới hạn à?" Quay về Trần nghe được Diệp Thần giọng lạnh lùng, biết hắn là trách mình đầu dựa vào Ma tổ Vô Thiên, nhất thời một hồi lòng chua xót, nói, "Diệp đại ca, các ngươi đấu tới đấu lui, lại có gì tốt? Vô Thiên lão tổ cũng không phải là tà ác độc ác." hắn cũng là một đại tông sư ta sẽ đối với hắn nhiều hơn khuyên nhủ các ngươi dùng biện pháp hòa bình để giải quyết chẳng phải đẹp thay diệp thần nhìn vậy đầu bù sù mặt sơ bẩn ông già một mắt biết hắn chính là phượng trường không lúc này bị cầm nắm được làm con tin không khỏi được lạnh lùng nói các ngươi giết sạch người của phượng gia còn nghĩ phượng lão tiền bối bắt đi làm con tin còn muốn dùng biện pháp hòa bình để giải quyết quay về trần mồ hôi lạnh nhĩ nhại nói cái này cái này người không phải ta giết hắn nói tới chỗ này bên cạnh vang lên một đạo lãnh ngạo thanh âm là ta giết đó là cả người hình to lớn chàng thanh niên trên mình thấm ra vũ hoàng thế gia huyết mạch hơi thở muốn đến chính là cái đó vũ hoàng diệu diệp thần hỏi ngươi chính là vũ hoàng diệu vậy chàng thanh niên bướng bỉnh bất tuần nói chính là người của phượng gia thật là chút phế vật lão tử tiện tay mấy kiếm liền giết sạch hắn nói chuyện lúc đó như lấy phượng trường không tóc thái độ phách lối cực kỳ Phượng Trường Không giải yếu suy sụp tinh thần, thương thế trên người rất nặng, hắn tu vi tột cùng nhất thời điểm, tự nhiên không sợ Vũ Hoàng Diệu. Như năm đó sử thi thế giới tranh đấu, để cho hắn tổn thương nguyên khí căn cơ, hôm nay tu vi đã thật to rơi xuống, hoàn toàn không phải Vũ Hoàng Diệu địch thủ. Nhưng bất kể như thế nào, hắn tóm lại là sử sách tiên tông quý khách, hiện tại bị này nhục lớn. Rất nhiều sử sách tiên tông cường giả đều là lòng đầy cam phẫn, quát mắng muốn động thủ, Sinh Tuyệt Thiên cũng là tức giận. Vũ Hoàng Diệu lui về phía sau một bước, bóp lại phượng trường không cổ nói đừng tới đây nếu không ta lập tức giết chết lão đầu này vậy sử thi thế giới chìa khóa liền phong ấn ở hắn trong huyết mạch mặt hắn vừa chết chìa khóa sẽ không có mọi người thấy hắn uy hiếp lửa giận sâu hơn nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ dẫu sao sử thi thế giới chìa khóa quan hệ trọng đại nếu như bị mất bọn họ cũng không cách nào hướng tông chủ nam cung lăng giao phó diệp thần rút ra luân hồi thiên kiếm nhìn thẳng vũ hoàng diệu nói các ngươi chính là mấy người liền dám xông vào sử sách giới giết người ta rất bội phục ngươi dũng khí nhưng ngươi bây giờ bị vây khốn ta xem ngươi như thế nào chạy khỏi đi ra ngoài vũ hoàng diệu cười hắc hắc nói ngươi nhiều ngược lại cản trở mấy người chúng ta người là đủ rồi nói tới chỗ này lại nhìn quay về trần một mắt dù sao quay về trần thiếu gia phật pháp tuyệt diệu rất có thể che giấu hết thảy sắc khí coi như ta nháo được long trời lửa đất cũng sẽ không có người phát hiện quay về trần cúi đầu niệm phật nhắm mắt lẩm bẩm tội lỗi tội lỗi Diệt thần trong bụng rét một cái cũng biết vũ hoàng diệu có thể ở sử sách tiên tông mí mắt phía dưới giết người đoạt bảo là bởi vì là hữu quy trần che giấu quay về trần giống như là một cái khác võ giao là thiện niệm hóa thân hắn phật pháp thiện niệm bao phủ dưới hết thảy ý định giết người nhân quả đều sẽ không bại lộ trên thực tế năm đó cựu nhật chi chủ chế tạo quay về trần cái này cái đồ chứa thời điểm võ dao liền vừa vặn ra đời không bao lâu cho nên, quay về Trần là cái này thế gian, cái đầu tiên tiếp nhận từ bi tẩy rửa người, từ bi thiện niệm vô cùng là đậm đà. Đáng tiếc ngươi cuối cùng vẫn là bại lộ. Sinh Tuyệt Thiên lạnh lùng nói. Vũ Hoàng Diệu lại là cười hắc hắc, nhìn xem quay về Trần, lại tiếp tục nắm được Phượng Trường Không Cổ, nói, đó là bởi vì lão đầu này còn chưa có chết, cuối cùng tiết lộ thiên cơ, ngược lại không phải là quay về Trần thiếu gia vấn đề. Hắn nói chuyện thái độ một mực kiêu căng phách lối, một bộ không sợ chết hình dáng, nhưng nói đến quay về Trần thời điểm, giọng chính là mười phần cung kính. Dẫu sao, quay về Trần là ma tổ vô thiên thiện niệm hóa thân, thân phận hết sức đặc thù. Mặc dù lúc này ma tổ vô thiên còn không quyết định phải đem quay về Trần làm người thừa kế hoặc là đồ đựng, thậm chí còn có chút căm ghét ghét. Nhưng bất kể như thế nào, quay về Trần thân phận, cuối cùng quá mức đặc thù, cho nên Vũ Hoàng Diệu là tuyệt đối không dám thờ ơ, nói chuyện cũng là tương đương khách khí. Tập 3961 Quay về Trần gặp Phượng Trường không bị nhục như thế, trong lòng không đành lòng nói diệu đại ca không bằng ngươi thả vị này lão tiền bối đi đại sư huynh không phải nói kiếm hắn tung hoành thiên hạ đủ để phá vỡ sử thi thế giới cấm chế chúng ta cũng không cần tay giả người ngoài vũ hoàng diệu lắc lắc đầu nói đại sư huynh kiếm pháp tuy thông thần phàm là chuyện vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng lão đầu này là lão tổ chỉ đích danh muốn mang về quay về trần thiếu gia ngươi không cần nói nữa diệp thần hừ một tiếng nói chỉ sợ các ngươi ngày hôm nay cũng đi chưa xong vũ hoàng diệu nghe diệp thần uy hiếp sắc mặt bình tĩnh nói luân hồi chi chủ ta bị các ngươi vây khốn các ngươi muốn giết ta cũng đơn giản như lão đầu này như là không thể có thể sống sót hi hi ngược lại không như chúng ta làm một khoản giao dịch các ngươi thả ta đi ta lưu lại lão đầu này tánh mạng chỉ là hỏi hắn mượn dùng sử thi chìa khóa mấy tháng thời gian chờ ta kiếm môn tìm được cựu nhật bảo tàng sau đó lại cái chìa khóa liền người trả cho các ngươi sử sách tiên tông các cường giả nghe được vũ hoàng diệu mà nói đều là sắc mặt trầm xuống thật ra thì phượng trường không lớn nhất giá trị chính là trên người hắn chìa khóa phía trên có sử thi thế giới tọa độ cũng có thể mở ra sử thi thế giới cấm chế là tìm cựu nhật bảo tàng chỗ mấu chốt nếu như hắn chìa khóa bị cướp đi thậm chí cựu nhật bảo tàng đều bị cướp đi vậy hắn đem mất đi nơi có giá trị sử sách tiên tông cũng không khả năng lại bảo vệ hắn cho nên vũ hoàng diệu cái yêu cầu này sử sách tiên tông tuyệt đối không thể nào đáp ứng hơn nữa nếu là bị kiếm môn đạt được bảo tàng cựu nhật minh lần nữa quật khởi chỉ sợ sử sách tiên tông cũng sẽ không lại còn ngày yên tĩnh vậy sử sách tiên tông hộ pháp ở diệp thần bên người cần tiếng nói diệp đại nhân chuyện này vô cùng là khó giải quyết không biết ngươi có biện pháp gì quyết đoán nếu như thời gian trì hoãn tiếp nữa kiếm môn viện binh có thể sắp đến kiếm môn bảy tử đứng đầu phó hồng trần bên ngoài du lịch vạn năm gần đây ma tổ vô thiên tự mình chấp trưởng kiếm môn đã đem hắn triệu hoán liền trở về vậy phó hồng trần kiếm đạo tu vi có thể như người thú rất nếu là hắn tới cứu viện chỉ sợ cục diện khó mà thu thập diệp thần ánh mắt lẫm liệt kiếm môn bảy tử phó hồng trần vậy hộ pháp nói ừ năm đó vũ hoàng diệu người này trốn tránh vạn khư đầu dựa vào kiếm môn thời điểm cũng đem trong truyền thuyết trảm thiên cửu kiếm mang theo đi qua vậy phó hồng trần tu luyện trảm thiên cửu kiếm đã luyện đến kiếm thứ bốn tình cảnh bàn về kiếm pháp nói chém ngang thiên huyền cảnh vô địch Diệp Thần nghe nói như vậy, trong lòng càng kinh ngạc. Chém ngang thiên huyền cảnh vô địch, kết quả này là Phó Hồng Trần lợi hại, vẫn là Trảm Thiên Cửu Kiếm lợi hại. Trảm Thiên Cửu Kiếm, Luân Hồi Tạo Hóa Kiếm Pháp, chỉ là kiếm thứ 4, liền có thể chém ngang thiên huyền cảnh vô địch. Diệp Thần không gặp qua Phó Hồng Trần, nhưng xem vậy hộ pháp như thế khẩn trương hình dáng, muốn đến vậy Phó Hồng Trần thực lực cũng là vô cùng là mạnh mẽ. Khó trách Vũ Hoàng Diệu, một bộ không lo ngại gì hình dáng. Diệp Thần nhất thời cũng cảm nhận được một hồi khó giải quyết, vậy Vũ Hoàng Diệu Tu Vi, là Thiên Huyền cảnh bảy tầng Thiên Đại Viên mãn, đã tương đương cường hãn. Nhưng bây giờ nhìn lại, sau lưng hắn vị đại sư kia huynh, kiếm môn bảy tử đứng đầu phó hồng trần, mới là chân chính đáng sợ tồn tại, thậm chí ma tổ vô thiên chấp trưởng kiếm môn sau đó, đều phải đặc biệt đem hắn triệu hoán trở về. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, trong lòng ở một cái chớp mắt tới giữa, lướt qua vô số ý niệm. Hắn biết, phải tốc chiến tốc thắng không thể cùng phó hồng trần đến, nếu không cục diện lại là khó mà thu thập. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần chính là lạnh giọng hướng Vũ Hoàng Diệu nói, "Vũ Hoàng Diệu, ngươi muốn an toàn rời đi, vậy không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một kiếm, ta liền thả ngươi đi." "Sử thi chìa khóa, ngươi cứ việc cầm đi." "Ta Luân Hồi Thiên kiếm, vậy quy ngươi." Diệp Thần lời nói này nói ra, toàn trường kinh hãi. "Xin Tuyệt Thiên," quay về Trần, rất nhiều sử sách tiên tông cường giả đều là vô cùng chấn động ngạc nhìn Diệp Thần, chỉ lấy là mình nghe lầm. Thậm chí vậy bị khống chế được Phượng Trường Không, đục ngầu tủng sợ hãi trong trong mắt, cũng là lóe lên một chút vầng sáng. Vũ Hoàng Diệu càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nói, họ Diệp, ngươi nói gì sao? Ta không nghe lầm chứ. Chỉ cần ta tiếp lấy ngươi một kiếm, ta là có thể đi. Hơn nữa còn có thể lại mang đi ngươi luân hồi thiên kiếm. Luân hồi thiên kiếm, đây chính là tám đại thiên kiếm đứng đầu. Nếu như kiếm hồn tập đủ, mũi nhọn thần uy không có thể tưởng tượng. Chân quý như vậy thiên kiếm, Diệp thần lại có thể lấy ra đánh cuộc. Tôn chủ, tuyệt đối không thể. Xin tuyệt thiên lật đật khuyên can, tuy nói hắn biết Diệp thần lá bài tẩy rất nhiều, vậy thiên huyền cảnh cường giả, căn bản không có thể thương tổn tới Diệp thần. Nhưng, Diệp thần muốn ở một kiếm bên trong, đánh bại thiên huyền cảnh hậu kỳ cường giả, vậy tuyệt không phải chuyện dễ. Vũ Hoàng Diệu Tu Vi đã đến thiên huyền cảnh bảy tầng thiên đại viên mãn, chính là hậu kỳ. Diệp thần truyền thuyết, hắn nghe qua quá nhiều, mặc dù hắn cảnh giới, so diệp thần cao hơn rất nhiều, nhưng hắn vậy không chắc chắn đánh bại diệp thần. Nhưng mà, nếu như diệp thần muốn một kiếm đánh bại hắn, đó cũng là khó hơn lên trời sự việc. Có dám đánh cuộc hay không? Tiếp ta một kiếm, liền một kiếm. Thắng, ngươi đi. Thua, ngươi lưu lại. Diệp thần giọng nói vô cùng trầm ổn nói. Vũ Hoàng Diệu vui vẻ cười to, nói, họ Diệp, ta xem ngươi đúng là điên, thật lấy vì mình chăm ra chém hết, liền vô địch thiên hạ. Ta tuy không chắc chắn chiến thắng ngươi, nhưng ngươi muốn một kiếm giết chết ta, đó cũng là tuyệt không khả năng. Diệp thần nói, vậy ngươi đánh cuộc hay không? Vũ Hoàng Diệu nhìn Diệp thần vậy cổ tự tin hình dáng, thu liễm nụ cười, tâm tư lóe lên, nên cũng không dám quá mức khinh thường. Dẫu sao, Diệp thần đã từng sáng tạo qua kỳ tích, thực ra quá nhiều, tuyệt không thể khinh thường cẩn thận cân nhắc một phen vũ hoàng diệu trong bụng suy nghĩ nếu như ta không cần đại sư huynh cứu viện là có thể yên ổn rời đi thậm chí bắt được luân hồi thiên kiếm đây là thiên đại công lao vô thiên lão tổ nhất định có hậu thưởng lập tức vũ hoàng diệu chính là kiên quyết nói được đánh cuộc thì đánh cuộc ta cũng không tin ngươi có thể một kiếm giết chết ta dừng một chút hắn thấy diệp thần trong tay luân hồi thiên kiếm lại nói như là ngươi không thể dùng luân hồi thiên kiếm phải dùng thông thường kiếm cuối cùng là kiên kỵ luân hồi mũi nhọn. Diệp Thần gật đầu một cái, nói, có thể. Đem luân hồi thiên kiếm thu hồi, trở tay ở trong hư không nắm chặt, giữa trời đất sắt thép tinh khí hội tụ, hóa ra một cái thiết kiếm bình thường. Vũ Hoàng Diệu thấy Diệp Thần điều khiển sắt thép linh khí thủ đoạn, thành thạo sẵn có, trong bụng thầm giật mình, xem ra truyền thuyết không sai, Diệp Thần đích xác là chấp trưởng thiết vương tọa. Tới đi. Diệp Thần từng bước một hướng Vũ Hoàng Diệu đi tới, muốn một kiếm đánh bại Thiên Huyền cảnh bảy tầng thiên đại viên mãn cường giả, cho dù đối thời khắc này diệp thần mà nói cũng là một cái to lớn khiêu chiến nhưng vì tốc chiến tốc thắng mau sớm giải quyết vấn đề trước mắt hắn vậy quyết định khiêu chiến cực hạn của mình một chút sử sách tiên tông các cường giả rối rít tránh ra quay về trần và mấy cái kiếm môn cường giả cũng là tránh ra vũ hoàng diệu đem phụ trường không giao cho quay về trần trông coi quay về trần đỡ phượng trường không lại là khổ sở lại là ái nái nói lão tiền bối thật xin lỗi Phượng Trường không cả nhà bị giết, mình lại gặp chết nhục, vốn là nội tâm tức giận sợ hãi, nhưng thấy quay về trần ánh mắt trong suốt kia, trong lòng tất cả cừu hận lửa giận, lại có thể ở trong nháy mắt tan thành mây khói. Diệp Thần cùng Vũ Hoàng Diệu xa xa đối lập, bầu không khí vậy dần dần khẩn trương lên. Vũ Hoàng Diệu thiên huyền cảnh linh khí, toàn bộ thả ra ngoài, rồi sau đó mở vạn khư chữ Lâm Quyết, sau lưng triệu hoán ra một tôn cổ xưa ma thần. Vậy ma thần trừng trăm trượng cao, nguy nga to lớn, bảo vệ được Vũ Hoàng Diệu thân thể ở đó chữ Lâm quyết dưới sự che chở, Vũ Hoàng Diệu quanh thân linh khí, ông ông tác hưởng, khí huyết ngọn lửa, tuổi thọ ngọn lửa cũng đang cháy, hóa thành từng cái cổ xưa sông dài, thần quang chiếu sáng, vờn quanh hắn toàn thân. Giờ khắc này Vũ Hoàng Diệu, toàn bộ tinh thần phòng bị, phòng vệ cường hãn tới cực điểm, cho dù cùng là thiên huyền cảnh cao thủ sinh tuyệt thiên, vậy tự hỏi không có nắm chắc nhất kích bại địch. Diệp Thần hít sâu một hơi, thần sắc ngưng trọng xuống. Hắn đã rất nhiều xuống lời hứa Hắn chỉ có một kiếm cơ hội. Nếu như không thể một kiếm bại địch, hắn thậm chí phải đem Luân Hồi Thiên Kiếm cũng tặng cho Vũ Hoàng Diệu. Một kiếm này, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Diệp Thần nắm chặt kiếm sắt, trong cơ thể lôi bia chấn động, lôi bia hơi thở đánh vào luân hồi huyết mạch, luân hồi huyết mạch vậy thả ra hào hùng uy nghiêm. Đùng đùng, từng đạo màu vàng tím sấm sét, bắt đầu ở Diệp Thần mặt ngoài thân thể nhảy lên, liền nhanh chóng hội tụ đến hắn trên thân kiếm. Vũ Hoàng Diệu cảm nhận được Diệp Thần càng ngày càng hùng hồn hơi thở, gương mặt cũng là ngưng trọng ba phần. Âm thầm mò ra một viên tăng cường khí huyết đan dược, uống vào, để cho tự thân khí huyết cháy được càng mãnh liệt hơn, tăng lên linh khí phòng ngự. Suy, một đạo kiếm khí bén nhọn tiếng xe gió. Diệp Thần rốt cuộc ra tay, kiếm sắt hiệp cuốn sấm, luân hồi huyết mạch nóng rực cháy, một kiếm hướng Vũ Hoàng Diệu lướt đi. Kiếm hai, Đông Vũ Thính Lôi. Diệp Thần quát to một tiếng, lúc này sử xuất Trảm Thiên Cửu kiếm, Đông Vũ Thính Lôi. Đông Vũ Thính Lôi một bùng nổ, ở giữa thiên địa, nhất thời lâm vào long khí lạnh mùa đông phong chi bên trong, nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Trong tinh không rất nhiều bụi bậm, đều bị trời đông giá rét đông, một chút xíu lạnh lùng thấu xương nước mưa, đi đôi với Diệp Thần trường kiếm tung bay ra. Diệp Thần một kiếm này, từ đông trong mưa giết ra, xe lẫn lăn lan sấm, cường hãn dị thường. Kiếm khí lướt qua, thậm chí liền giữa khâu trung tung bay nước mưa, đều bị nghịch cuốn sông lên thiên đi là chỉ thủy kiếm đạo. Vì một kiếm đánh bại Vũ Hoàng Diệu, Diệp Thần là liều mạng, thậm chí lấy chỉ thủy kiếm nói, tới thúc dục Trảm Thiên Cửu kiếm. Kiếm phong còn không giết tới Vũ Hoàng Diệu, Diệp Thần liền cảm thấy mình cả người xương sắp nổ tung. Đồng thời thi triển chỉ thủy kiếm đạo cùng Trảm Thiên Cửu kiếm, nếu như không phải là hắn chăm ra chém hết, tiềm năng thật to phóng thích, hắn sợ rằng đã bị cắn trả mà chết. Cái gì? Trảm Thiên Cửu kiếm? Ngươi lúc nào học được? Vũ Hoàng Diệu thấy Diệp Thần một kiếm chém tới, cũng là bộ dạng sợ hãi, sợ hãi. Diệp Thần ngón này kiếm pháp lại là trảm Thiên Cửu Kiếm, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể học biết. Recommended by: You have to play this game. No install. Play for free. Sponsored banner. Quest strategy game. Phải biết, Trảm Thiên Cửu Kiếm kiếm phủ, nhưng mà ở Vạn Khư Thần Điện bên trong, chẳng lẽ Diệp Thần lại có thứ hai bản? vũ hoàng diệu mồ hôi lạnh cũng nhô ra hắn biết rõ trảm thiên cửu kiếm thâm ảo cùng cường hãn thành tựu vũ hoàng thế gia đã từng là đệ tử hắn năm đó vậy tu luyện qua trảm thiên cửu kiếm nhưng tiếc là khổ tu vạn năm đều không từng lĩnh ngộ chút nào ở đầu dựa vào kiếm môn sau đó hắn đem trảm thiên cửu kiếm bí pháp ở kiếm môn bên trong công khai kiếm môn thiên tài xuất sắc nhất kiếm môn bảy tử đứng đầu phó hồng trần luyện đến kiếm thứ hai thời điểm trước sau vậy hao phí mấy ngàn năm thời gian giờ phút này Diệp Thần bùng nổ Đông Vũ Thính Lôi, uy thế so với người bất kỳ đều cường hãn hơn. Bởi vì, Diệp Thần chính là luân hồi chi chủ, Trảm Thiên Cửu Kiếm là là hắn mà chế. Thậm chí một kiếm này bên trong, Diệp Thần vận dụng Chỉ Thủy Kiếm nói, hắn là đem hết toàn lực, muốn một kiếm đánh bại Vũ Hoàng Diệu. Vũ Hoàng Diệu hoàn toàn sợ hãi, ở Diệp Thần kiếm khí hạ, sau lưng hắn ma thần bảo vệ bóng người, đang nhanh chóng biến dạng tán loạn, cả thân phòng vệ linh khí cũng ở đây tán loạn. Long Đông vậy lạnh lùng kiếm khí, xen lẫn sấm gào thét tới để cho được vũ hoàng diệu ra đầu tê dại khắp cả người dùng mình Dên gì đi diệp thần chưa từng có từ trước đến nay kiếm khí như sấm chảm thiên ở long đông mưa lạnh bên trong phá giết ra chém thẳng vũ hoàng diệu đầu không vũ hoàng diệu một tiếng gầm thét nguy cấp bên trong rút ra trường kiếm thiên huyền cảnh khí huyết điên cuồng cháy thậm chí hắn nửa bên mặt bằng máu thịt tinh hoa cũng cháy hết biến thành khô lâu hung hăng hướng diệp thần chảm thiên kiếm nghênh kích đi tranh rắc rắc song kiếm giao kích diệp thần kiếm khí mênh mông như vũ trụ chỉ một kiếm liền đem vũ hoàng diệu trường kiếm chặt đứt kiếm khí uy lực còn lại không giảm mãnh liệt chém vào vũ hoàng diệu trên ngực phốc xích vũ hoàng diệu thân thể phun ra suối máu ngực đều cơ hồ bị diệp thần chém phá vỡ có thể mơ hồ thấy hắn bên trong đập tim hắn tại chỗ trọng thương vô cùng chật vật lui về phía sau diệu đại ca quy trần hoàng vội vàng tiến lên đỡ vũ hoàng diệu thân thể Vũ Hoàng Diệu đáng sợ kia vết thương, suối máu ồ ồ, lập tức liền đem hai người quần áo cũng nhiễm đỏ. Ngươi thua. Diệp Thần lui về phía sau một bước, trong tay kiếm sắt hóa thành nhỏ vụ lưu quang tiêu tán. Hắn ngắm nhìn Vũ Hoàng Diệu, nội tâm cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không có thể đánh chết đối phương, nhưng có thể đem tổn thương nặng, cái này một chàng đánh cuộc, dĩ nhiên là Diệp Thần thắng. Nếu như Diệp Thần ra lại một kiếm, vậy Vũ Hoàng Diệu hẳn phải chết. Nhưng, Chàng này đánh cuộc là quy định chỉ dùng một kiếm, cho nên Diệp Thần tự nhiên không có truy kích, có thể thắng là được rồi. Xin Tuyệt Thiên và sử sách Tiên Tông rất nhiều các cường giả, thấy Diệp Thần thật một kiếm đánh bại Vũ Hoàng Diệu, nhất thời cao giọng hoan hô ủng hộ, cùng kêu lên tán tụng Luân Hồi uy nghiêm. Tập 3962. Diệp Thần nội tâm ngược lại là không có thật cao hứng, hắn thật sâu cảm giác được, tu vi đến thiên huyền cảnh bảy tầng thiên đại viên mãn, đã rất khó giết trong nháy mắt. Xem hắn vận dụng lôi bia chỉ thủy kiếm nói chảm thiên cửu kiếm đều không thể trong nháy mắt giết vũ hoàng diệu hiển nhiên thiên quân tu vi đến thiên huyền cảnh lớn hậu kỳ sinh mệnh lực như người thú đến không thể tưởng tượng nổi bước vô lượng cảnh cao thủ lại là lợi hại xem nhân phi phàm nhân thiên nữ vũ hoàng cổ đế cùng cường giả đình phong lại là thế giới hiện thật lực lượng toàn bộ cộng lại đều không cách nào chu diệt tồn tại diệp thần đối ngày trước quân cảnh giới cũng là càng hướng tới cùng mình trở thành thiên quân sau đó, không biết tu vi lại sẽ đạt tới cảnh giới gì. Vũ Hoàng Diệu che lồng ngực đáng sợ vết thương, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ bại, lại thật bị Diệp Thần một kiếm đánh bại. Nguyện thua cuộc, người giao trả lại cho ta đi. Diệp Thần nhìn Vũ Hoàng Diệu, nói. Vũ Hoàng Diệu cắn răng nghiến lợi nói, là ngươi thắng. Hai bên đã quyết định lời hứa thể ước, nếu hắn thua, tự nhiên cũng không thể đổi ý, lập tức liền bắt Phượng Trường không, đem hắn đẩy ra. Phượng Trường Không lảo đảo, hướng Diệp Thần và Sinh Tuyệt Thiên đi tới. Hắn có chút không thể tin, không nghĩ tới mình thật phải bị cứu ra, già nua thân thể hơi phát run. Lão Hữu, Sinh Tuyệt Thiên cũng là một hồi kích động, vội vàng chạy lên đi, muốn nghênh đón. Diệp Thần mang chút nụ cười, yên lặng nhìn, đột nhiên nhưng bắt được một đạo nguy hiểm hơi thở, quát lên, "Chú ý!" Ở thanh âm rơi xuống ngay tức thì, Diệp Thần sử dụng nhân đồ thánh bôi, ngăn ở sinh tuyệt thiên và phượng trường không trên đỉnh đầu tranh vừa tốt vào lúc này một đạo kiếm khí bé nhọn từ tinh không chỗ sâu bổ xuống liền bổ vào diệp thần nhân đồ thánh bôi trên sinh tuyệt thiên và phượng trường không đều là hoảng hốt nếu như không phải là có diệp thần thánh bôi ngăn cản ngự chỉ sợ hắn hai người chúng ta đều phải bị vậy một đạo bén kiếm khí giết chết hai người bộ dạng sợ hãi lui về phía sau nhìn về tinh không chỗ sâu lại nghe được long ngâm tức minh thanh âm chỉ gặp một đoàn nóng rực quang tràn đầy sức sống cùng mênh mông hơi thở từ tinh không chỗ sâu phóng tới vậy đoàn quang bên trong là một cái lạnh lùng cao ngất nam tử trong tay cầm kiếm cả người đều có kiếm khí tách thả ra kiếm khí kia không ngừng nhô lên cồn đãng lại là diễn hóa thành tất cả rồng thần tất cả thần tước bóng dáng đặc biệt nguy nga hắn hạ xuống liền như cả thế giới vương triều vũ trụ đế quốc hạ xuống xuống long tước múa lên cảm giác bị áp bách kinh người sử sách tiên tông triển khai thủy mặc bức họa đều bị nghiền nát hết bị nam tử này huy hoàng long tước đế quốc thay thế. Đại sư Huynh Quay về Trần và Vũ Hoàng Diệu, thấy vậy hạ xuống xuống nam tử, cùng kêu lên kêu lên. Nam tử kia chính là kiếm môn bảy tử đứng đầu, kiếm môn đại sư Huynh, Phó Hồng Trần. Không tốt, Phó Hồng Trần tới. Sử sách tiên tông một đám các cường giả, thấy Phó Hồng Trần tới, người người dè chừng và sợ hãi kinh hoàng, không ít người lại là cả người run rẩy thật giống như nhìn thấy gì người đáng sợ vật người này chính là phó hồng trần diệp thân vậy đánh giá phó hồng trần lại có thể không nhìn thấu đối phương tu vi hơi thở chỉ cảm thấy đối phương khí thế cường hãn dị thường như kiếm đạo quân vương hùng phách thiên hạ trên người hắn long tước khí tượng là chảm thiên cửu kiếm tu luyện tới kiếm thứ bốn nơi huyễn hóa ra tới hơi thở khoáng đạt đến lồng xây vũ trụ tinh không bước vũ hoàng diệu ngươi đánh cuộc thua sao phó hồng trần một hạ xuống bắt ở phượng trường không thân thể một cước đá vào hắn trên đầu gối người sau liền quỳ xuống vũ hoàng diệu không dám giấu dếm nói ừ đại sư huynh ta ta thua phó hồng trần hừ một tiếng nói ngươi có cái gì tư cách đại biểu ta kiếm môn đánh cuộc vũ hoàng diệu mồ hôi chảy ướt lưng không lời chống đỡ phó hồng trần một cước đạp ở quỳ dưới đất phượng trường không ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn diệp thần nói luân hồi chi chủ thật xin lỗi chàng này đánh cuộc không tính toán gì hết lão đầu này ta muốn mang hồi trong môn phái đi sử thi chìa khóa quay về chúng ta diệp thần nhất thời tức giận nói các ngươi kiếm môn là muốn làm trái lời hứa lật lọng phó hồng trần cười lạnh một tiếng nói ta nói ta sư đệ với ngươi đánh cuộc không tính toán gì hết ngươi muốn đánh cuộc liền cùng ta đánh cuộc ngươi nếu có thể một kiếm đánh bại ta ta liền đem người còn đưa ngươi vừa nói phó hồng trần bay lên một cước đem phụ trường không đá quay về trần bên kia lại không chịu đem người đưa cho diệp thần diệp thần ra mặt lai động đừng nói hắn hiện tại mới vừa kết thúc chiến đấu linh khí tiêu hao to lớn thậm chí gân cốt đều ở đây mơ hồ cảm giác đau đớn cho dù hắn thời kỳ toàn thịnh vậy không quá có thể một kiếm đánh bại phó hồng trần phó hồng trần tu vi sâu không lường được coi như diệp thần có thể giết chết hắn mình vậy nhất định phải trả một cái giá thật là lớn phó hồng trần nói muốn đánh cuộc đó là nói dỡn cố ý tiêu khiển diệp thần quay về trần thấy hai người kiếm bạt nỗ trương hình dáng xoay chuyển ánh mắt bỗng nhiên kéo phượng trường không Thân Thể chớp mắt, vượt qua Phó Hồng Trần, đi tới Diệp Thần bên người. "Diệp đại ca, vị này lão tiền bối giao cho các ngươi chiếu cố." Quay về Trần giọng thẳng thắn, đem phụ trưởng không giao cho Diệp Thần. Diệp Thần sững sốt một tí, sau đó nhanh chóng phản ứng, kéo phụ trưởng không nhanh chóng lui về phía sau. Sử sách tiên tông các cường giả, vội vàng tới đây vây quanh vòng tròn bảo vệ. Phó Hồng Trần nhất thời ngạc nhiên, hướng quay về Trần nói, "Quay về Trần thiếu gia, ngươi làm gì?" ngươi làm sao người giao cho bọn họ quay về trần chấp hai tay đọc một tiếng phật hiệu a di đà phật đại sư huynh nếu chúng ta đánh cuộc thua vậy nên nhận thua tại sao có thể rất vô lý phó hồng trần khí được thất khiếu bốc khói nói ngươi người trả trở về không lấy được sử thi chìa khóa trở về làm sao hướng lão tổ giao phó quay về trần nói đại sư huynh ngươi nói ngươi kiếm pháp thông thần không cần giả mượn người ngoài chính ngươi liền có thể phá vỡ sử thi thế giới cấm chế vậy chúng ta liền không cần sẽ cùng người khác tranh đấu phó hồng trần tức giận cắn răng nghiến lợi nhưng thấy quay về trần vậy tinh khiết ánh mắt nội tâm rất nhiều trách cứ oán trách lời nói cũng tư tán không còn một mống tâm cảnh lại bình phục lại dừng một chút phó hồng trần chính là gật đầu nói ừ rất tốt thiếu ra nếu ngươi muốn tuân thủ lời hứa vậy ta liền theo ngươi như những người này mà nhưng không thể bỏ qua quay về trần cả kinh nói đại sư huynh ngươi muốn giết người sao phó hồng trần lạnh lùng nói ta nếu không giết bọn họ bọn họ liền muốn tới giết chúng ta ta ngày hôm nay liền dạy ngươi một cái đạo lý từ bi là không sai nhưng nếu là một mặt nhân thiện lui để cho chỉ bất quá hèn yếu thôi tiếng nói rơi xuống phó hồng trần giọng ý định giết người hiện lên sau lưng linh quang tách thả ra lại là có một tôn thân ảnh khổng lồ hiền hóa liền đi ra vậy một tôn bóng người thần hồn hơi thở như quân vương gân cốt máu thịt như núi xuyên sông nhạc ánh mắt con ngươi như trời trăng sao tóc như thiên la địa võng tựa như một người chính là một tòa hoàng triều. Diệp Thần thấy vậy tôn bóng người, kinh hô thành tiếng, Thích Vương Tọa, là ngươi. Từ phó Hồng Trần xuất hiện sau lưng người, lại là Thích Vương Tọa khí linh. Ban đầu chém ra đại chiến, Diệp Thần chấp trưởng Thích Vương Tọa, nhưng bị khí linh trốn cởi bỏ. Lúc đó Thích Vương Tọa khí linh bị Diệp Thần nhân hoàng thánh đao tổn thương nặng, chỉ còn dư lại một món tàn hồn. Nhưng giờ phút này, xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt Thích Vương Tọa, thân xác đã khôi phục. Đó là Thái thượng hoàng hướng đạo Diệu Pháp. Thái thượng hoàng hướng nói, Thái thượng 36 đạo một trong có thể đem người tu luyện thành hoàng triều, một người chính là một cái đế quốc, uy nghiêm cường hãn. Diệp thần lại không nghĩ rằng, Thích Vương tọa khí linh lại có thể xuất hiện ở phó hồng trần trên mình. Thích Vương tọa, ngươi đầu phục ma tổ vô thiên." Diệp thần hỏi. Thích Vương tọa cười nói, cũng không phải là đầu dựa vào, chỉ là tạm thời hợp thôi. Hàn lúc này dựa vào Thái thượng hoàng hướng nói, khôi phục thân xác, trạng thái tinh thần cũng khá rất nhiều. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Thần, thuộc về đồ ta, người bất kỳ đều không cách nào cướp đi. Ta ngay vàng, ngươi cho ta phun ra. Tiếng nói rơi xuống, Tích Vương tọa cả người hơi thở lai động, một cái hoàng triều đế quốc xuất hiện, một tòa tòa cung điện lớn, ở tinh không trong thế giới toát ra. Còn có vô số sơ xuyên sông nhạc, thành trì lâu vũ, thậm chí còn có vô số sinh linh, sinh sôi đi ra, thiên quân vạn mã cũng hướng Diệp Thần xông lên đi giết. Diệp Thần một hồi chấn động, xem ra thiết vương tọa khí linh tu vi quả nhiên thâm hậu coi như mất đi ngai vàng bản thể cũng có thể bộc phát ra cực mạnh thần thông xin tuyệt thiên và rất nhiều sử sách tiên tông các cường giả cảm nhận được vậy minh mông hoàng triều hơi thở cũng là sợ hãi rung động phó hồng trần cầm kiếm cười nói thích quân ngươi nói qua nếu có thể chu diệt luân hồi chi chủ đoạt lại thiết vương tọa ngươi liền để cho ta bước lên vô cùng xương vương Thiết vương tọa nói tự nhiên ngươi ta liên thủ ngày hôm nay trước làm thịt vậy tiểu tử nói sau hắn giọng có chút không tình nguyện hiển nhiên không muốn tiếp nhận phó hồng trần là vương nhưng hôm nay hắn ngai vàng đã mất đi ở tạm ở ma tổ vô thiên giới quyền cũng chỉ có thể tạm thời chịu thiệt phó hồng trần vui vẻ nói rất tốt ta có thể luyện thành trảm thiên cửu kiếm ta có thể chính là hạ một đời luân hồi người thừa kế ngày hôm nay chỉ cần giết chết diệp thần vậy tiểu tử luân hồi thiên mệnh chính là thuộc về ta ta có tư cách bước lên vô cùng xương vương thanh âm rơi xuống phó hồng trần thân thể như nhanh như tia chớp nổ bắn ra ra một kiếm chảm thiên quát lên kiếm bốn đại hạ long tước nóng rực kiếm khí biểu chém ra tinh không cũng xé trong hư không kiếm khí mãnh liệt hóa thành tất cả thượng cổ rồng thần tất cả kinh thế thần tước lanh lành tiếng rồng ngâm tước minh tiếng xuyên vân xé trời làm người ta rung động vậy vô biên vô tận minh mông long tước kiếm khí như dễ như bỡn vậy hướng diệp thần các người chém chết đi kiếm khí chấn động dưới diệp thần chỉ cảm thấy liền một cổ to lớn áp lực hắn bên người sử sách tiên tông cường giả bảy tám phần mười ở trong nháy mắt bị long tước kiếm khí nghiền bạo thân hồn câu bể liền hư đều không hừ một tiếng cứ như vậy bị giết chết phó hồng trần kiếm khí khủng bố đến khó có thể tưởng tượng bước nóng rực kinh thiên diệp thần cũng là rung động thật sâu hắn cảm nhận được liền trảm thiên cửu kiếm chân chính thần uy hắn nắm giữ trước hai kiếm lực sát thương còn chưa tới kinh thiên động địa bước nhưng phó hồng trần luyện đến kiếm thứ bốn đại hạ long tước một kiếm chém ra là chân tránh chảm phá tinh không nghiền ép vũ trụ kiếm khí mênh mông chém ngang thiên huyền cảnh vô địch đơn giản là thế không thể đỡ đi mau diệp thần sắc mặt nặng nề vội vàng mang sinh tuyệt thiên và phượng trường không còn có mấy cái sử sách tiên tông người sống sót chật vật đi sử sách giới chạy khỏi trở về chỉ phải trở về sử sách giới vậy thì hoàn toàn an toàn chạy thoát sao phó hồng trần cười nhạt long tức kiếm khí phủ kín chân trời sắc khí lăn lăn cùng thích vương tọa thái thượng hoàng hướng đạo kết hợp một đường hướng diệp thần các người đuổi giết thích vương tọa hoàng triều đạo pháp mở ra hoàn vũ tinh không cũng tràn ngập đầy hắn hơi thở hắn ý niệm động một cái phương xa tinh không liền diễn biến thành của hắn hoàng triều đế quốc sản sinh ra sơn hà thổ nhưỡng bồi bổ ra hàng tỷ dân chúng sinh linh hội tụ thành thiên quân vạn mã gầm thách kêu gào hướng diệp thần các người đụng đi diệp thần các người căn bản không chạy khỏi từ đầu đến cuối bị thích vương tọa hoàng triều đạo pháp bao phủ ở vô luận đi đến nơi nào đều là thích vương tọa địa bàn Phó Hồng Trần Long Tước kiếm khí, liền theo chém đánh tới. Diệp Thần lật đật mở ra nhân đồ thánh bôi, khó khăn lắm ngăn lại. Thật may hắn có nhân đồ thánh bôi bảo vệ, nếu không, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Phó Hồng Trần kiếm pháp quá mạnh mẽ, cùng thích vương tọa hoàng triều đạo pháp liên hiệp, đơn giản là vô địch. Đại Hạ Long Tước, Hoàng triều đạo pháp, hai người dung hợp, Diệp Thần dưới chân mặt đất, là được trong truyền thuyết cổ xưa đại hạ hoàng triều. Hạ, đại biểu nóng dục, thịnh vượng mênh mông hơi thở đại hạ hoàng triều long tước múa lên vậy là cả đế quốc cổ xưa cùng vô biên vô tận sắp phạt kiếm khí mãnh liệt chém chết trảm thiên cửu kiếm là luân hồi tạo hóa kiếm pháp người bình thường không có luân hồi nhân quả tu luyện vô cùng là khó khăn nhưng phó hồng trần người này lại có thể có thể luyện đến kiếm thứ bốn đại hạ long tước khí tượng liên diệp thần đều phải kiên kỵ có thể thấy người này kiếm đạo thiên phú đích xác là siêu phàm thoát tục không hổ là kiếm môn bảy tử đứng đầu chỉ sợ so với giống vậy kiếm môn trưởng lão còn cường hãn hơn rất nhiều bị loại cao thủ này đuổi giết tự nhiên không phải cái gì ung dung sự việc xin tuyệt thiên khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ nói tôn chủ xem ra chúng ta là trốn không thoát diệp thần sắc mặt ngưng trọng không có nói gì nhiều chỉ là suy nghĩ thoát thân phương pháp bị diệp thần dìu phượng trường không thấy tình thế nguy cấp vậy trong mắt đục ngầu bên trong lộ ra một chút kiên quyết rồi sau đó lại thở dài nói luân hồi chi chủ các ngươi đi trước đi, ta tới ngăn lại bọn họ. Diệp Thần nghe nói như vậy, một hồi ngạc nhiên, đánh giá Phượng Trường Không, gặp đối phương thương thế rất nặng, mới vừa vẫn luôn bị khi dễ, lại không nghĩ rằng hắn nói lúc này phải ra tay. Tập 3963 Lão tiền bối, chưa có nói đùa. Diệp Thần lắc đầu một cái. Phượng Trường Không bàn tay lộn một cái, sử dụng một tấm ngọc phù, giao cho Diệp Thần, nói, đây là sử thi thế giới chìa khóa, ngươi cầm ngọc phù này, liên có thể phá vỡ tinh bích cấm chế tiến vào. Nhưng sử thi thế giới bên trong cực kỳ hung hiểm, ngươi muốn chú ý. Năm đó phần lớn được triệu hoán đi người đều bị sử thi thiên quân nuốt ăn, ta nghe nói chỉ có một phần nhỏ người sống sót. Diệp thần cầm ngọc phù suy nghĩ xuất thần nói, lão tiền bối. xa xa đuổi giết mà đến phó hồng trần thấy vậy ngọc phù chìa khóa cũng là chấn động, hét lớn lão đầu đưa chìa khóa cho ta, tăng thêm tốc độ đuổi theo bên người hắn thích vương tọa khí linh cũng là nhanh chóng đuổi giết lên diệp thần cảm thấy nguy hiểm vội vàng mang sinh tuyệt thiên và phượng trường không đi về trước phi đội phượng trường không lắc đầu cười khổ nói như vậy là không đi được luân hồi chi chủ ta lưu lại đi ta chỉ có một cái yêu cầu ngươi đi đến sử thi thế giới sau đó giúp ta lưu ý một tí cháu gái ta tin tức cháu gái ta kêu phượng lam khê nàng năm đó ham chơi lén lén cùng ta vào sử thi thế giới ta không biết nàng có còn hay không còn sống nàng còn sống tốt nhất nếu như nàng chết ngươi giúp nàng thu liễm hài cốt giọng rất có ủy thác ý phượng trường không biết diệp thần là luân hồi chi chủ nếu như tương lai lên đỉnh có thể ung dung sống lại người bất kỳ như vậy thứ nhất coi như hắn tôn nữ phượng lam khê thật đã chết rồi cũng có phục hy vọng sống diệp thần một hồi kinh hãi nói bị sử thi thiên quân nuốt ăn còn có mạng sống cơ hội sao phượng trường không khẽ gật đầu nói có năm đó bị triệu hoán người đi vào có chút tu vi cường hãn dị thường, coi như là sử thi thiên quân, cũng không thể tùy tiện giết chết bọn họ. Ta liền nhớ có một vị kêu thiên sơ thánh tổ cường giả, hắn nói hắn vì nhâm thiên nữ đến tìm bảo tàng, cuối cùng rơi vào sử thi thiên quân cả bẫy, nhưng hắn là liều giết đi ra ngoài, thậm chí nghe nói ở sử thi thế giới bên trong, đứng vững vàng gót chân. Diệp thần nghe đến chỗ này, lại là một hồi kỳ dị, chẳng lẽ cái này cựu nhật bảo tàng, còn cùng thiên nữ có liên quan không được. Phượng Trường không tiếp tục nói, năm đó ta bùng nổ Trảm Thiên Cửu Kiếm kiếm thứ ba, may mắn trốn thoát, đáng tiếc không biết cháu gái ta tin tức. Luân hồi chi chủ, như ngươi đi xử thi thế giới, xin lưu ý nhiều, cháu gái ta nếu không phải chết, nàng vậy sẽ trở thành vì ngươi một lớn trợ lực. Diệp Thần nói, lão tiền bối, chứ không nói những thứ này, chúng ta mau trở về nói sau. Phượng Trường không nhưng khoát tay một cái, nói, không trở về được, ta lưu lại đi. Nói xong, hắn đem sinh tuyệt thiên treo ở trường kiếm bên hông, rút ra. Lão hữu, sinh tuyệt thiên chấn động, lưu diêu nói nhỏ. Phượng trường không một kiếm nơi tay, tinh thần lại có thể đều không chấn trường nữa, lộ ra một chút mũi nhọn. Diệp thần và sinh tuyệt thiên đều cảm giác được hắn tuổi thọ, đang điên cuồng thiêu đốt. Phượng trường không trên thân thể, tuổi thọ thiêu đốt ngọn lửa, giống như là xí bạch ánh mặt trời vậy, sáng chói làm cho người khác hoa mắt. Phó Hồng Trần và thích Vương Tọa thấy Phượng Trường Không vậy nóng rực hơi thở, cũng là ngừng dừng lại bước chân, âm thầm phòng bị lão đầu này muốn phải liều mạng phó hồng trần cười lạnh nói nhưng gặp phượng trường không ánh mắt như điện nhìn thẳng phó hồng trần đột nhiên một kiếm phá không giết ra kiếm ba hàn xuân mang chủng một tiếng giả nua chợt quát phượng trường không kiếm khí bừng bừng toát ra mạnh mẽ sinh mạng hơi thở đó chính là hàn xuân mang chủng kiếm khí mang chồng là một năm bên trong sinh mạng bắt đầu một kiếm này ý vận liền là sinh mạng tách thả ra đột phá hết thảy từ địa khốn cảnh cùng nhà tù khốn khóa. Chỉ cần một kiếm này giết ra, lại bóng tối cục diện, cũng sẽ bị biến dạng, lại tuyệt vọng chiến đấu, cũng sẽ xuất hiện hy vọng. Một kiếm này, chính là hy vọng kiếm. Diệp thần và sinh tuyệt thiên, còn có mấy cái sử sách tiên tông những người sống sót, thấy phượng trường khâu cháy tuổi thọ, chém ra vậy một đạo hy vọng kiếm, bọn họ cũng rung động. Phó Hồng Trần và Thiết Vương Tọa, một mực đang đuổi giết, tinh không vũ trụ đều là bọn họ sắc khí, giống như là một cái tử cục, căn bản chạy khỏi không hết. Nhưng, làm Phượng Trường không một kiếm này giết ra, tử cục này bị phá hư, diệt thần các người thấy được hy vọng ánh sáng ban mai. Đại hạ Hoàng Triều ở tan vỡ, Long Tước ở dên dì, Phượng Trường không kiếm, lại có thể thật thay đổi chiến cuộc. Lão đầu này, đáng chết. Phó Hồng Trần tức giận, mắt gặp Phượng Trường không vậy cháy hết tuổi thọ một kiếm đánh tới, nên cũng không dám khinh thường, vội vàng cầm kiếm chào đón. Luân hồi chi chủ, các ngươi đi nhanh đi. Phượng trường không trường kiếm chém thẳng phó hồng trần, một bên phát ra thanh âm giả nua. Diệp thần các người phục hồi tinh thần lại, thấy phượng trường không quyết ý hy sinh, trong bụng không đành lòng, nhưng tình thế nguy cấp, cũng chỉ có thể thương cảm than thở, nhanh chóng lui về phía sau. Phượng trường không sinh mạng, đang nhanh chóng tiêu tán, kiếm khí của hắn, vậy đang nhanh chóng suy yếu. Hắn còn không có chém trúng phó hồng trần thời điểm, mình liền bởi vì tuổi thọ hao hết, thân thể cháy thành một phiến bụi bậm, theo gió rồi biến mất. Diệp Thần các người thấy một màn này, cũng là thổn thức, ảm đạm xoay người lại xử sách giới. Phó Hồng Trần và Thích Vương tọa, bị Phượng Trường Không như thế một ngăn trở, nhưng cũng không đuổi kịp nữa, chỉ có thể cho mắt nhìn Diệp Thần các người rời đi. Luân hồi chi chủ, quả nhiên người mang đại khí vận, không như vậy dễ dàng giết chết. Phó Hồng Trần cắn răng, trong bụng như đưa đám, yên lặng thu hồi trường kiếm. Hắn lấy là Diệp Thần ngày hôm nay hẳn phải chết, nhưng cuối cùng vẫn là để cho trốn thoát. Thích Vương tọa nói, không sao hắn lấy được rồi chìa khóa nhất định sẽ đi sử thi thế giới tìm bảo chúng ta cũng đi tìm bảo là được cựu nhật chi chủ bảo tàng có thể không thể bỏ qua thích phương tọa cũng rất rõ ràng cựu nhật chi chủ bảo tàng giá trị không có thể tưởng tượng nếu như có thể đạt được đủ để nghịch thiên cải mệnh trước đây chém ra đại chiến hắn thiếu chút nữa bị diệp thần giết chết coi như hiện đang khôi phục thân xác nguyên khí căn cơ cũng lớn tổn hao nhiều dây dưa thực lực chưa đủ thời kỳ tột cùng một nửa muốn bổ sung trở về trừ phi đoạt lại ngay vàng bản thể bên ngoài, còn cần quá mức bổ sung. Mà cựu nhật bảo tàng, tài nguyên phong phú, chính là tốt nhất bổ sung. Phó Hồng Trần Thoáng an tâm, nói, thiết quân, ngươi nói không sai. Cựu nhật bảo tàng giá trị nghịch thiên, không cho sơ thất. Dừng một chút, hắn lại có chút phòng bị nói, chỉ là, truyền thuyết vậy sử thi kính, đã sản sinh ra khí linh, được gọi là sử thi thiên quân, nhưng là không thể khinh thường. Thích vương tọa nói, ha ha, có hung hiểm gì luân hồi chi chủ sẽ thay chúng ta giải quyết hết chúng ta tránh núp trong bóng tối ngồi thu mưu lợi bất chính là được phó hồng trần ánh mắt sáng lên nói tốt lắm tốt lắm cứ quyết định như vậy cùng bắt được bảo tàng muốn đến vô thiên lão tổ nguyên khí vậy có thể khôi phục chém ra đánh một trận ma tổ vô thiên bị tổn thương quá nghiêm trọng hiện tại phó hồng trần chỉ muốn cướp lấy bảo tàng là ma tổ vô thiên khôi phục nguyên khí hắn mới có thể có hôm nay tu vi thật ra thì đã từng cũng có ma tổ vô thiên tài bồi chỉ điểm hiện tại dĩ nhiên là muốn báo đáp cùng lúc đó diệp thần sinh tuyệt thiên các người trở lại sử sách giới hướng tông chủ nam cung lăng báo cáo chuyện lúc trước nam cung lăng nghe được phượng trường không đã chết nhưng thật may chìa khóa tìm trở về nhất thời thở phào nhẹ nhõm phượng trường không sống chết thật ra thì hắn cũng không quan tâm chỉ là quan tâm chìa khóa mà thôi dĩ nhiên ngoài mặt hắn tự nhiên muốn thương tiếc một phen lại phái người là phượng trường không lập bia đây là cơ bản lễ phép nghi thức đơn giản sau khi kết thúc nam cung lăng chính là hướng diệp thần hỏi thăm luân hồi chi chủ ngươi dự định khi nào đi sử thi thế giới tìm bảo diệp thần nói ta nghỉ ngơi trước một đêm ngày mai sẽ đi nếu như có thể diệp thần rất muốn lập tức lên đường bởi vì hạ nhược tuyết còn ở độ kiếp diệp thần muốn mau trở về thăm hỏi chỉ là ngày hôm nay cùng vũ hoàng diệu phó hồng trần các người đánh một trận diệp thần tiêu hao to lớn nhất định phải nghỉ ngơi Nam Cung Lăng nghe được Diệp Thần ngày mai là có thể lên đường, nhưng là không khỏi niềm vui, nói, nhanh như vậy sao? Rất tốt, rất tốt, ngươi nhớ, ta cần một loại tên là Toái Niết Thần Đan Đan Dược. Như vậy Đan Dược, có thể khôi phục nhục thân của ta thần hồn, chỉ có ở cựu nhật thời đại mới có thể luyện chế, hôm nay đã không luyện chế được. Nói tới chỗ này, Nam Cung Lăng chính là thở dài một cái. Thời đại cũng không phải là một mực ở tiến bộ, ngược lại ở thoái hóa. Hồng quân lão tổ, Võ tổ các người chỗ ở thời đại hồng hoang, linh khí dư thừa, đại lộ quy luật cơ hồ viên mãn. Cựu nhật thời đại, linh khí vậy khá là dư thừa, quy luật tuy có sứt mẻ, nhưng không hề coi là quá nghiêm trọng. Nhưng đến ngày hôm nay, thiên địa linh khí so với trước kia, đã suy thoái rất nhiều, thực tế quy luật vậy có rất nhiều sứt mẻ. Điều này sẽ đưa đến có rất nhiều linh đan diệu dược, bởi vì thực tế phép tắc sứt mẻ, không cách nào lại luyện chế được. Giống như Nam cung Lăng mong muốn toái nứt thần đan, thật ra thì đan phương và vật liệu hắn cũng thu thập hoàn thành nhưng hết lần này tới lần khác vô luận mình cố gắng như thế nào đều không cách nào luyện chế ra dù là một chút xíu bã thuốc chỉ chính là bởi vì thực tế quy luật sức mẻ rất nhiều đan dược cũng luyện chế không ra cựu nhật chi chủ bảo tàng sư tầm vô cùng phong phú chắc hẳn trong đó cũng sẽ có toái nết thần đan nếu như ngươi có thể tìm được toái nết thần đan ta có thể nói cho ngươi thiên quân phong thần bia rơi xuống nam cung lăng kỳ thác kỳ vọng rất lớn nhìn diệp thần Hiện tại hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào cựu nhật bảo tàng Diệp thần nói Ừ, tiền bối, ta sẽ lưu ý Nam Cung Lăng gật đầu nói Rất tốt Thỏa thuận xong Diệp thần liền ở sử sách tiên tông bên trong tạm thời nghỉ ngơi Chuẩn bị ngày mai lên đường Cái này thế gian nhân quả Vòng vòng tương khấu Mọi cử động sẽ kích động thiên cơ Tám đại thiên kiếm tề tụ Võ giao hồi phục Diệp thần chuẩn bị tìm bảo tàng Cái này các loại sự việc đều đã kích động thiên cơ để cho rất nhiều thế lực đều có cảm ứng. Thiên Thanh vực, Thiên Thanh Minh tổng đàn bên trong. Diệp Lâm Uyên đã đổi lại cả người màu thiên thanh trường bào, hắn chính là Thiên Thanh Minh minh chủ, nhất cử nhất động đều là thấm gia ác liệt uy nghiêm. Sau núi trong rừng cây. Cựu Nhật bảo tàng, sử thi thế giới, đêm sẽ có thiên đại thay đổi, ta tuyệt không thể ngồi coi bảo tàng mất đi. Diệp Lâm Uyên đang ngồi xếp bằng tu luyện, bên người để một bộ hắc quan. Hắn bấm ngón tay tính toán đã cảm thấy mưa núi sắp tới. Vô luận như thế nào, vậy cựu Nhật bảo tàng, hắn cũng không thể bỏ qua. Bởi vì, muốn để cho lão tổ diệp thuần quân khôi phục, thậm chí là đối kháng vạn khư, cũng cần số lớn tư nguyên chống đỡ. Nếu như có thể bắt được cựu Nhật bảo tàng nói, có nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Vũ Hoàng Thiên Giới, Vạn Khư Thần Điện Vũ Hoàng Cổ Đế vậy bắt được cựu Nhật bảo tàng thiên cơ thay đổi, hắn hai tròng mắt nhìn về bầu trời phương xa, ánh mắt híp lại tựa hồ muốn theo dõi sau lưng chư cách biến hóa. Dừng một chút, Vũ Hoàng Cổ Đế đứng dậy, đi tới Vạn Khư Thần Điện chỗ sâu một phiến cấm địa bên trong. Ở đó cấm địa bên trong, bố trí một cái cổ xưa trận pháp. Một cái trường mi ông già, ngồi xếp bằng ở trung ương trận pháp, bên người chất đầy tất cả loại thiên tài địa bảo, linh thạch đan dược, thậm chí còn có chút thiên huyền cảnh cường giả tàn cốt. Ông già tựa hồ đang vận chuyển đặc thù gì bí pháp, những thiên tài địa bảo kia không ngừng bị tiêu hao ông già quanh thân hiện ra tầng tầng lộng lẫy khí tự, như mộng ảo bọt nước bọt nước bên trong có thể thấy mộng thiên thiên vạn vạn cái cảm nhận được vũ hoàng cổ đế hơi thở vậy ông già mở mắt ra cung kính kêu một tiếng bệ hạ người tới vũ hoàng cổ đế chấp hai tay sau lưng gật gật đầu nói mà thương lan ngươi chàng này nằm mộng làm được thế nào ngươi giàu gì cũng là mười đại thiên quân lão tổ một trong chuyện có thể thành hay không cho ta tin chính xác cái này ông già lúc đầu chính là mười đại thiên quân trong thế gia thái thượng mạc gia lão tổ tên là mạc thương lan danh hiệu đại mộng thiên quân mạc thương lan cười khổ một tí nói bệ hạ ta cấm thuật nằm mộng thiên thu tuy tu luyện không biết nhiều ít vạn năm hỏa hầu xác thực vậy có một chút nhưng muốn ăn cắp thiên hoàng cổ trung thật quá khó khăn thiên hoàng cổ trung chính là tam hoàng trí bảo đứng đầu chúng ta muốn trộm với tay cầm cơ hồ không thể nào vũ hoàng cổ đế hừ một tiếng nói ta tự nhiên biết khó khăn nhưng thiên nữ có địa hoàng thần thư luân hồi chi chủ có nhân hoàng thánh Đao ta vạn khư như không có thiên hoàng cổ trung bảo vệ sớm muộn phải bị bọn họ liên thủ nghiền nát hoàn chỉnh vô vô thần khí nhất định phải có một kiện coi như không cách nào thúc giục ở lại sơn môn bên trong chấn thủ phong thủy cũng là cần thiết vũ hoàng cổ đế trên tay cũng có mấy khối vô vô thần khí mảnh vỡ như mảnh vụn khí vận hoàn toàn không thể cùng hoàn chỉnh so sánh trước đây chém ra đại chiến thiên nữ địa hoàng thần thư diệp thần nhân hoàng thánh đao để cho hắn để lại sâu đậm bóng mở. Hắn cũng muốn một kiện hoàn chỉnh vô vô thần khí, chấn thủ sơn môn. Mà Thương Lan tự nhiên biết Vũ Hoàng cổ đế tâm tình, nhưng muốn ăn cắp Thiên Hoàng cổ trung, nơi nào có như thế dễ dàng. Đây chính là Tam Hoàng chí bảo đứng đầu, so với Nhân Hoàng Thánh đao, Địa Hoàng thần thư còn cường hãn hơn tồn tại à. Tập 3964. Bệ hạ, ta thử lại lần nữa. Mạc Thương Lan cười khổ nói. Vũ Hoàng cổ đế nói, "Ừ, nhất định phải đem thiên hoàng cổ trung đoạt vào tay. Thực tế thủ đoạn không thể thực hiện được, chỉ có dựa vào nguyên nằm mơ. Thiên hoàng cổ trung, ở hoang tộc tổ trong ruộng, thế gian không người có thể thúc giục. Đừng nói vũ hoàng cổ đế, không tiện đi hoang tộc tổ địa, coi như hắn thật đi, thật đứng ở thiên hoàng cổ trung trước mặt. Vậy không có biện pháp đem vậy pháp bảo mang về, bởi vì căn bản mang không nhúc nhích. Muốn lấy được thiên hoàng cổ trung, trừ phi là nằm mơ. Hiện tại vũ hoàng cổ đế, chính là để cho mạc thương lan nằm mơ mạc thương lan được gọi là đại mộng thiên quân là bởi vì là hắn tu luyện một môn thuật pháp hắn tu luyện thuật pháp tên là nằm mộng thiên thu chính là hồng hoang tám cấm một trong hồng hoang tám cấm chính là tinh thần đổi thiên châu biến trụ quang thần quyết vạn cổ bất hủ pháp bi rơi mắt xanh đậm đất nước thiết huyết thương khung nằm mộng thiên thu ở hồng hoang tám cấm bên trong nằm mộng thiên thu là quỷ dị nhất thần bí nhất đặc thù nhất tồn tại Môn thuật pháp này có thể đem mộng biến thành chân thực. Rất nhiều người thích nằm mơ, bởi vì trong mộng cái gì cũng có. Nhưng rất đáng tiếc, vô luận mộng lại tốt đẹp, vậy không ảnh hưởng tới thế giới hiện thật. Mộng cảnh sự việc ở thế giới hiện thật sẽ không phát sinh, cũng sẽ không thực hiện. Như nằm mộng thiên thu, quỷ dị liền quỷ dị ở đây, môn thuật pháp này có thể để cho mộng trở thành sự thật. Nhưng môn thuật pháp này, vậy có rất lớn thiếu sót, chính là dễ dàng để cho người bị lạc mộng bên trong đời này cũng không ra được, cuối cùng lâm vào là xương khô, cho nên được gọi là cấm thuật. Vạn cổ tới nay, không biết lại có bao nhiêu người đã từng tu luyện qua nằm mộng thiên thu, nhưng không một ngoại lệ. Bọn họ cuối cùng đều chết hết, cho tới bây giờ không người nào có thể thoát khỏi mộng cảnh khốn khóa. Mà mặc Sa lão tổ Mạc thương lan là vạn cổ tới nay, duy nhất một, nhìn như có thể thuận lợi nắm giữ nằm mộng thiên thu người. Chỉ ít từ cựu nhật thời đại chiến tranh, thẳng đến hiện tại, Mạc Thương Lan cho tới bây giờ không có bị lạc qua bởi vì hắn hiểu được khắc chế. Có một số việc, nằm mộng đều không muốn, nếu không nhất định sẽ mê mệt, đời này cũng tránh thoát không ra. Nếu như không phải là vũ hoàng cổ đế uy bách, mà thương lan tuyệt đối không dám làm như vậy mộng, lại muốn cầm thiên hoàng cổ trung trộm qua tới, đây là hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ. Hắn một mực rất khắc chế, coi như là nằm mơ, vậy cho tới bây giờ không quá phận. Duy nhất một lần quá đáng mộng là ở cựu nhật thời đại trong chiến tranh, thiên võ tiên môn mạnh mẽ, vạn khư không địch lại vì nghịch chuyển chiến cuộc Mạc thương lan trong giấc mộng ở trong mộng hắn sáng tạo ra 10 tỷ đại quân sau đó ngày thứ hai trong giấc mộng 10 tỷ quân đội thật hạ xuống đến thực tế là vạn khư thay đổi chiến cuộc một lần kia mộng cơ hồ để cho mạc thương lan bị lạc thật may cuối cùng đánh bại thiên võ tiên môn đại khí vận thêm thân để cho hắn khôi phục lại hiện ở giấc mộng này so sáng tạo 10 tỷ cường giả đại quân còn muốn quá đáng ngoại hạng lại muốn ăn cắp thiên hoàng cổ trung bệ hạ muốn ăn cắp thiên hoàng cổ chung để cho mộng biến thành chân thực ta cần đại lượng thiên tài địa bảo đặc biệt nhiều vô cùng tài nguyên hiện tại những tư nguyên này còn xa xa không đủ mạc thương lan khẽ cắn răng hướng vũ hoàng cổ đế tỏ rõ mình khó xử mộng trở thành sự thật cần phải tiêu hao tài nguyên hao phí tài nguyên càng nhiều thay đổi thì càng dễ dàng mạc thương lan thích nhất nhưng thật ra là đồng giá trao đổi mình muốn cái gì liền lấy giá trị ngang hàng đồ đi trong giấc mộng đổi. Giữ đồng giá trao đổi nguyên tắc, vậy thì vĩnh viễn cũng sẽ không bị lạc. Nhưng cái này cái thế gian, hiển nhiên không có bất kỳ vật gì có thể cầm tới đồng giá trao đổi thiên hoàng cổ chung. Vũ Hoàng cổ đế sắc mặt trầm xuống, nói: "Ta đã cho ngươi rất nhiều tài nguyên, quả nhiên còn chưa đủ sao?" Dừng một chút, hắn lại trầm giọng nói: "Hôm nay xem ra, nhất định phải đi cướp lấy cựu Nhật bảo tàng, chỉ có bắt được cựu Nhật chi chủ bảo tàng, chúng ta mới có thể có đầy đủ tài nguyên để cho ăn cắp thiên hoàng cổ trung mộng biến thành chân thực mà thương lan nghe được phải đi cướp lấy cựu nhật bảo tàng trong lòng rét một cái nói bệ hạ ngươi là chuẩn bị tự mình đi cướp lấy sao vũ hoàng cổ đế cười hắc hắc nói ta không thể tùy tiện rời đi vạn khư thần điện nếu không thiên nữ nhân phi phàm luân hồi chi chủ các người liên thủ chờ giết ta vậy thì phiền toái thiên nữ đạt được địa hoàng thần thư diệp thần chém hết trăm gia chấp trưởng nhân hoàng thánh đao để cho vũ hoàng cổ đế cảm thấy sâu đậm uy hiếp hắn thậm chí liền vạn khư thần điện cũng không dám lại tùy tiện đi ra ngoài e sợ cho xanh biến hắn thiếu thật ra thì cũng không phải là tu vi thực lực mà là hoàn chỉnh vô vô thần khí chỉ có có hoàn chỉnh vô vô thần khí minh khí vận mới có thể chân tránh đạt tới khoáng đạt vô lượng cảnh giới không sợ hết thảy uy hiếp mà thương lan ngưng trọng nói vậy phải phái ai đi vũ hoàng cổ đến nói năm đó cựu nhật chi chủ chôn bảo tàng thời điểm dùng thiên quân phong thần bia bày ra cầm chế chỉ có thể thiên huyền cảnh và trở xuống người đi vào, ta coi như muốn đi cũng không được. Suy tư một hồi, Vũ Hoàng Cổ Đế liền nói, kêu nữ nhi ngươi không thải điệp đi đi, nàng ở thiên huyền cảnh bên trong, là vô địch tồn tại, có nàng ra tay, tìm bảo có lẽ sẽ có mấy phần cơ hội. Mạc Thương Lan trong bụng chấn động, nói, kêu, kêu thải điệp đi không. Vũ Hoàng Cổ Đế cười hắc hắc một tí, lạnh lùng nói, làm sao, ngươi bỏ không được. Nàng bất quá là một giấc mộng cảnh người trong, dùng để để dành phệ hồn châu đồ đựng thôi ngươi còn thật làm nàng là nữ nhi ruột thịt mạc thương lan trầm mặc xuống không lời chống đỡ vũ hoàng cổ đến lại cười nói ngươi yên tâm như lần này tìm bảo nàng có thể lập được công lao ta có thể lấy ra nàng trong cơ thể phệ hồn châu để cho nàng thoát khỏi đồ chứa vận mệnh nghe đến chỗ này mạc thương lan tinh thần chấn động nói vậy thì cảm ơn bệ hạ ta lập tức cho đòi thải điệp tới đây lập tức liền kêu chừng người làm đi truyền đạt chỉ chốc lát sau một cái cuốn lên sáng rỡ thiếu nữ, sãi bước đi tới. Cô gái kia chính là Mạc Thương Lan con gái, tên là Không Thải Điệp, nàng da thịt trắng nõn, cả người quần áo là năm màu rực rỡ màu sắc, đúng như một cái thải điệp vậy. Bệ hạ, phụ thân, các ngươi gọi ta phải không? Không Thải Điệp nhảy một cái giật mình, cười hì hì đi tới Mạc Thương Lan và Vũ Hoàng Cổ Đế trước mặt. Vũ Hoàng Cổ Đế trong mắt híp lại, mỉm cười quan sát thiếu nữ trước mặt. Không Thải Điệp khí tức trên người, đặc biệt đặc thù, nàng cũng không tồn tại một chút xíu thế giới hiện thật quy luật chập chờn nàng không phải ra đời ở bên trong thế giới hiện thật người nàng nhưng thật ra là từ trong giấc mộng ra đời năm đó vũ hoàng cổ đế từng lấy được một khối vô vô thần khí mảnh vỡ tên là phệ hồn châu vậy phệ hồn châu có chiếm đoạt thần hồn mạnh mẽ hiệu quả thậm chí có thể từng bước xâm chiếm trong truyền thuyết luân hồi thánh hồn thiên và giống vậy vô vô thần khí mảnh vỡ không cùng phệ hồn châu mảnh vỡ phân là bốn khối chỉ cần bốn khối mảnh vỡ gom đủ là có thể tạo thành hoàn chỉnh vô vô thần khí, uy lực không thua Tam Hoàng Chí Bảo. Vậy bốn khối phệ hồn châu mảnh vỡ, Vũ Hoàng cổ đế lấy được một khối, là lớn nhất cường hãn nhất tồn tại, cường hãn đến hắn như lại không có cách nào thích đáng giữ. Vô luận thả ở địa phương nào, cũng sẽ phải chịu phệ hồn châu ăn mòn, mình thân hồn cũng phải gặp phải từng bước xâm chiếm. Đến cuối cùng, Vũ Hoàng cổ đế lệnh cưỡng chế Mạc Thương Lan, thay hắn tìm một cái đồ đựng dùng để để dành phệ hồn châu. Mạc Thương Lan bất đắc dĩ, mình trong giấc mộng mộng bên trong sáng tạo ra một cô gái. Cô gái kia từ ra đời ngày bắt đầu, liền ủng hộ có hoành đầy thiên huyền cảnh thực lực vô địch, chính là Mạc Thương Lan khổ tâm mài rũa mà thành. Hắn là thiếu nữ nổi tiếng kêu thải điệp, coi là con cái mình. Hôm nay, không thải điệp chính là phệ hồn châu mảnh vụn đồ đựng. Vũ Hoàng Cổ đế mỉm cười nhìn nàng, nói, thải điệp, sử thi thế giới mơ hồ có thay đổi, ta muốn gọi ngươi đi qua điều tra nhân quả. Nếu là có cơ hội cướp lấy bảo tàng, vậy ngươi liền ra tay đoạt lại, ai dám cùng ngươi cướp, ngươi liền giết. Đợi ngươi trở lại, ta có trọng thưởng cho ngươi. Không thải điệp vừa nghe, mắt đẹp sáng lên, nói, bệ hạ, ngươi muốn gọi ta đi xử thi thế giới sao. Vũ Hoàng Cổ đến nói, đúng vậy. Không thải điệp xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Mạc Thương Lan nói, phụ thân, vậy ngươi đi không? Mạc Thương Lan cười khổ nói, ta không đi, lần này xử thi thế giới chuyến đi, là ngươi đi một mình. Không thải điệp bĩu môi, nói, ta một người sao? có chút nhàm chán, nhưng, thôi, nếu là bệ hạ phân phó, vậy ta liền đi. Vũ Hoàng Cổ Đế cười nói, Thải Điệp, ngươi ngoan nhất, vậy chúng ta liền chờ ngươi tin tức tốt. Không Thải Điệp hì hì cười một tiếng, nói, được, bệ hạ, phụ thân, vậy ta trở về chuẩn bị. Vừa nói liền xoay người rời đi. Vũ Hoàng Cổ Đế nhìn không Thải Điệp rời đi bóng người, sờ một cái dâu, tâm tình khá là không tệ. Nếu như không Thải Điệp, có thể đem cựu Nhật Bảo Tàng đoạt lại, liền có đầy đủ tài nguyên đi chống đỡ hắn ăn cắp thiên hoàng cổ trung kế hoạch sáng sớm hôm sau sử sách giới sử sách tiên tông diệp thần nghỉ ngơi một đêm linh khí và tinh thần cũng hoàn toàn khôi phục liền tạm biệt nam cung lăng và sinh tuyệt thiên cùng đi lao tới sử thi thế giới sinh tuyệt thiên tiền bối ngươi vậy muốn đi theo đi không diệp thần hỏi sinh tuyệt thiên nói tôn chủ ta xuất thân sinh tử điện nắm giữ nghịch chuyển sinh tử bí thuật lúc cần thiết mới có thể bảo vệ được tính mạng ngươi, cho nên còn là theo chân ngươi cùng đi, so với là ổn thỏa. Diệp thần cười nói, ngược lại cũng không cần bảo vệ ta, cái này thế gian chính là vũ hoàng cổ đế, muốn giết ta cũng không như vậy dễ dàng. Xin tuyệt thiên cẩn thận nói, mọi việc cẩn thận một chút, tóm lại không sai. Hai người nói chuyện lúc đó, chính là đi tới sử thi thế giới bên ngoài duyên. Sử thi thế giới, như cũ bị một tầng tinh bích cấm chế bao phủ ở, xuyên thấu qua tầng này tinh bích, có thể thấy bên trong người khổng lồ kia nước vậy thế giới bao la. Một hoa một cỏ, một cây một mộc, nhất sơ nhất thủy, đều là lớn lạ thường. Diệp thần móc ra phượng trường không cho hắn ngọc phù, đây chính là mở ra sử thi thế giới tinh bích chìa khóa. Diệp thần biết, chỉ cần sử thi thế giới vừa mở ra, nhất định kích động thiên cơ, đưa tới người ngoài chú ý, hắn muốn một thân một mình tư nuốt bảo tàng, đó là muôn vàn khó khăn. Hơn nữa sử thi thế giới bên trong, cũng có không biết vòng xoáy, nhưng bất kể như thế nào cựu nhật bảo tàng không cho phép bỏ qua đặc biệt là thiên võ ngoại long kinh lại là không cho sơ thất đầm rồng hang hổ cũng phải đi sông vào một lần diệp thần hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh sử dụng ngọc phù vù vù ngọc phù chấn động hóa thành một đoàn quang bao phủ ở tinh bích phía trên sử thi thế giới tinh bích nhất thời nứt ra một kẽ hở diệp thần và sinh tuyệt thiên nhìn nhau lập tức lắc mình dọc theo kẽ hở bay vào một bay vào sử thi thế giới diệp thần lập tức liền cảm nhận được vậy minh mông vô biên thiên địa linh khí khắp nơi đều là bất hủ nguyên thế chấp để cho người hít thở một cái cũng giác tâm thần sảng khoái toàn bộ sử thi thế giới đều là thánh địa tu luyện nhưng tiếc là chỗ này vậy vô cùng nguy hiểm vậy thiên huyền cảnh cao thủ ở chỗ này cất bước duy gian thậm chí tùy thời cũng có thể bị bên trong một ít quái vật cường đại đánh chết diệp thần và sinh tuyệt thiên ở giữa không trung phi hành phía dưới dãy núi một cái tiếp theo một cái phi hành nửa ngày cũng không có đi tới cuối thật giống như ở vô tận trong tinh không qua lại làm sao vậy bay không đi ra chỗ này thật là lớn lạ thường diệp thần thấp giọng lẩm bẩm nói xin tuyệt thiên nói đây là tự nhiên dẫu sao là sử thi thế giới sử thi hai chữ liền đại biểu vạn thế truyền kỳ bất hủ văn chương thật lớn khoáng đạt khạc 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 hai người nói chuyện lúc đó đột nhiên có một đám chim khổng lồ từ trên tầng mây bay đập xuống. Những thứ này chim khổng lồ, không biết có nhiều ít ngàn vạn con, chi chít, móng vuốt sắc bén, lông vũ ánh sáng màu lưu chuyển, phía trên tự động hội tụ ra cổ xưa phủ văn. Mỏ chim bên trong lại là khạc ra dài dài hoa mỹ cực quang, như muốn xuyên qua bầu trời vậy, hướng Diệp Thần và Sinh Tuyệt Thiên đạp chết tới. Tôn chủ chú ý. Sinh Tuyệt Thiên lấy làm kinh hãi, cái này sử thi thế giới bên trong, quái vật vô cùng nhiều, hơn nữa thể hình cũng dị thường to lớn, mười phần hùng mãnh những thứ này chim khổng lồ đơn độc một đầu đều là che khuất bầu trời vậy tồn tại nếu như thả vào ngoại giới đi vỗ cánh một cái liền có thể cầm một cái thành trì một cái quốc gia thổi được tan rã tan vỡ cái này ngàn vạn con chim khổng lồ chi chít bay tấn công che khuất bầu trời lại là khủng bố chỉ sợ vậy thiên huyền cảnh cao thủ đều phải sống sờ sờ bị xé nát nhân đồ thánh bôi cho ta tiêu diệt diệp thần như là thong thả sử dụng nhân đồ thánh bôi từng luồng máu tươi từ thánh bôi bên trong lao ra trên không trung vặn vẹo thành từng cái bàn tay đem bay nhào tới chim khổng lồ toàn bộ bắt vặn cổ những cái kia chim khổng lồ bị vặn cổ sau đó máu thịt tinh hồn bị thánh bôi chiếm đoạt lâm vào là diệp thần chất dinh dưỡng nhưng tiếc là những thứ này chim khổng lồ quái vật mặc dù hung tàn nhưng máu thịt tinh hoa không cách nào cùng chân chính thiên huyền cảnh cao thủ so sánh kém được quá xa